Đây là đơn trả hàng ở trên Shopee này, mã nó mờ thế nhỉ, ít kìa, in kiểu này Chắc là XKTV XKTV thì đấy mà trả hàng. 8527 cái kìa, bên trên vận đơn kìa. Rồi giờ xa ra để quay 6 mặt, không đến lúc nó lại giở trò, nó bảo mình quay không đủ 6 mặt. Giờ chỉ có lừa lừa để ăn tiền của shop thôi, mất dạy. Vâng vật Shopee rồi mất dạy á. Bây giờ chỉ có lừa lừa cho sách khách hoàn tiền để lấy tiền ship của shop và nhanh. Ai cho khách hỗ trợ cái gì? Ra vừa vặt. Vận chuyển về nó bị tuột dâu ra, gắn vào tí là được. Khách báo gì đây? Khách báo là hàng lỗi không hoạt động nhá. Thằng này còn nhờ cài mất công ấy, là mất công. Nhờ cài từng cái một đây, từng bộ một đây. Công ty. Dạ hơi vậy. Bực cả mình. Lỗi làm sao mà lỗi được cả ba bộ? Cài từng bộ một theo thông tin rồi còn lỗi cái gì mà lỗi? Rất mất công. Rồi trả hàng thế này xong rồi chúng tôi mất công rồi các ông các bà còn đòi trừ ship nữa, tôi đi chịu. Thù trong giặc ngoài, mệt hết cả người. TP-Link này. TP-Link. Không thì cứ reset cứng thôi. Tên là TP gạch dưới 2 Pass 1-8. Đấy, TP gạch dưới 2 đây này. Này, khách này nhờ cài này. Nhờ cài. Ấn vào đi, 1-8. 1-8 à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết nối. Đâu cái giấy của khách đâu? Đây em đang cầm trên tay đây. Đây đây là khách nhờ cài, bên mình có cài cho khách đây nhé. Rồi. Đây là báo đã kết nối này. Cài YouTube đi. Không mà, phải cái đấy rồi. Khách này là khách ở công ty mua này, không biết dùng, không có kỹ thuật, xong rồi trả hàng vớ va vớ vẩn. Đấy. Xem bình thường nhá, một cái ok nhá. Kéo lên trên xuống đi đã. Này. Đây cái TP2 của khách này. Ok. Đấy, rút đi nhanh lên, mất thời gian lắm. Một con. Tiếp đi. Cắm cái dây trắng làm gì cho mất công ra. Tắt đi để vào pha. Con này là Tenda này. Tenda thì khách đây, nhờ cài Tenda là 2. Tenda gạch dưới 2 này. Đây này. 1-8. Mật khẩu 1-8 nhé. Nhưng mà đừng có bỏ. Cắm lỏng dây, cắm lại cái dây mạng, đưa xa xa, đưa xa. Đấy, bây giờ nó kết nối đây. Lúc trước mình cắm cái dây mạng nó hơi lỏng nên là không được. Giờ mình vào mạng nhá. Ở cái khác mình cứ vào đi vào lại cái đấy rồi nó lại kêu là lưu đoạn lưu kia. Vào hẳn YouTube đi. Rồi. Rồi. Đấy, sọt đấy, ấn vừa đi. Rồi, vớt từ trên xuống đi. Rồi.
Rồi, tiền đang hai. Ok, next tiếp đến con cuối cùng đi. Mercury là chữ M R gạch dưới 2 này. Dí vào đây luôn. Gọi là khởi động gì? Đây, MR gạch dưới 2. Cách báo MR gạch dưới 2 này. 1, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Ok. Bảo kết nối rồi nhé. Này. Tôi mới đi chơi về có chiếc ốc, đô dân mân và đạt chuột biến dị. Ba có mặt nạ trái cây. Ừ. 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 Ừ.